chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Minh Thắng và Nhất Anh phụ trách. Kính chào khán giả của Người Việt TV. Nhất Anh kính chào anh Trần Minh Thắng. Chào Nhất Anh. Như thưa quý vị các bạn, như quý vị các bạn cũng thấy thì hiện tại Nhất Anh đang mặc cái áo có chữ là Dead Sea mà anh Thắng vừa mới du lịch về tặng cho Nhất Anh làm quà lưu niệm. Thì không biết là có phải anh Thắng đi từ Dead Sea về không anh Thắng? Chúng tôi vừa mới có dịp đi qua bên khu vực Jordan với Israel Do Thái đó. Thì dĩ nhiên ở đó là một cái khu vực mà có cái vùng biển, ta gọi là biển Dead Sea, biển chết đó. Dạ, thôi thì tôi sẵn tiện tới chương trình ngày hôm nay thì anh Thắng nói về Dead Sea luôn được không? Được, được. Dạ. Anh Thắng nói là Israel với lại Jordan, thì không biết là Dead Sea nó nằm ở Israel hay là ở Jordan vậy anh Thắng? Dead Sea nó là một cái hồ nước mặn. Thì Dead Sea nó là một cái hồ khá lớn, cái chiều dài nó có thể tới 50 km từ Bắc sang Nam, và bề ngang của nó cái chỗ mà trung bình đấy là người ta khoảng 15 km. Và người ta đã dùng cái biên giới của cái Dead Sea, tức là một nửa phía West của Dead Sea đó thì thuộc về Do Thái, và một nửa phía East của Dead Sea thì thuộc về bên Jordan. Và đây cũng như là một cái hồ nước mặn, tức là biển chết, và chia đôi hai đất nước Jordan với Israel. Nhưng mà tại sao người ta lại nói là Dead Sea? Dead Sea có nghĩa là biển chết, thì tại sao có cái tên đó hay anh Thắng? Đây là cái hồ, thực ra nói là một cái hồ nước thì đúng hơn, hồ nước lớn. Thế tuy nhiên với một cái độ muối rất là mặn, có thể hơn cái độ muối ở ngoài biển tới 9 lần tới 10 lần. Thành thử tất cả những cái vi sinh vật, chẳng hạn vi khuẩn, cũng không thể nào sống ở dưới cái hồ này được. Và cái hồ này là tất cả sinh vật mà được trôi giạt từ bên Jordan River, con sông Jordan xuống đó. Khi nó nhập vào cái biển chết thì tất cả cá hay là vi khuẩn, vi sinh vật đều không thể sống được cái hồ này vì cái độ muối quá mặn. Như tôi vừa mới nói đó, chúng ta đến Dead Sea chúng ta có thể thấy cái lượng muối nó gấp 10 lần cái lượng muối biển mà chúng ta thấy bình thường. Thì hồi nãy anh Thắng nói là nó nằm giữa Jordan với là Israel. Nó vậy nó có thuộc của nước nào hay không? Nếu mà nói cái bản đồ của Israel với Jordan thì chúng ta hình dung như này là hai đất nước nó có chung một cái biên giới. Và khi đến cái khu vực Dead Sea đó thì bắt đầu chia ra một nửa ở bên West, tức là bên phía Tây ấy, thuộc về Do Thái, nhưng mà thực sự nó nằm trong cái khu vực Palestine tự trị, West Bank á. Còn một nửa thì nó nằm về thuộc bên Jordan, và chúng ta có thể đi qua lại được, nhưng mà trên cái biển chết ấy, thì đặc biệt đó là không có thuyền bè gì có thể đi được cả. Tại vì đó chúng ta có thể đứng từ bờ bên này và chúng ta nhìn qua bờ bên kia và chúng ta thấy được Do Thái, và đứng từ bên Do Thái chúng ta nhìn qua bên này chúng ta thấy được Jordan. Thành ra cái biên giới nó rất là thú vị, là tại vì cái biển chết này khi chúng ta đến chơi đó, chúng ta có thể thưởng ngoạn được cái hình ảnh, cái không gian của biển và của núi phân chia giữa hai đất nước Do Thái và Jordan. Tuy nhiên thì hầu như là không có một cái thuyền bè nào có thể đi qua lại hai con sông trên con biển này cả. Và nhưng mà bù lại thì chúng ta có thể tắm ở biển chết. Nhưng ngoài tắm ra thì mình có làm được gì ở đó? Có rất là nhiều cái activity, có nghĩa những cái sinh hoạt có thể nằm trong khu vực này. Đây là một cái khu vực mà chia đôi giữa hai đất nước mà chúng tôi vừa trình bày đó, và đồng thời ở hai cái bờ biển của cái Dead Sea đó thì cả bên Jordan lẫn bên Do Thái họ đều cố gắng là làm thêm những cái khách sạn, những cái resort để cho du khách khắp nơi trên thế giới đến. Cái mục đích của một du khách đến Dead Sea, cái biển chết đó, cái thích thú nhất mà cái highlight điểm chính của nó là chúng ta đi tắm ở trên biển chết. Và khi tắm như vậy đó thì Nhất Anh, khi mà Nhất Anh xuống dưới biển đó thì tự động là người của Nhất Anh tự động nổi thôi. Tại vì cái lượng muối nó quá mặn, thành ra cái tỷ trọng nó rất là lớn để nó đẩy cái thân hình mình lên. Thành ra Nhất Anh có thể đến đó mà không cần biết bơi. Không cần biết bơi cũng có thể đi được. Cứ xuống là từ từ nằm thẳng cái lưng ra là tự nhiên cái người mình nó nổi hẳn lên. Và đó cũng là một cái những cái điểm rất là thích thú cho du khách. Đến cái kể cả bên Do Thái cũng được, hoặc là bên Jordan. Thế tuy nhiên phải nói thêm là bên Jordan đó thì tất cả những cái resort rất là đẹp và tương đối là khá đắt tiền so với bên Do Thái. Tại vì cái biển chết như thế này mỗi năm thì bây giờ cái biển chết nó bị cạn dần đi. Mỗi năm người ta tính là cái biển chết bị cạn dần tới 1 mét nữa. Tức là không biết bao nhiêu lâu nữa thì cái biển chết sẽ bị mất trên bản đồ thế giới. Thế tuy nhiên thì cái biển chết thì người ta tính là nó sâu khoảng, sâu nhất đó, là khoảng 200 mét. Thành ra bây giờ nếu chúng ta tính là cứ một năm mà mất đi 1 mét thì tương đối đi rất là nhanh. Thế tuy nhiên bây giờ cái mặt nước của biển đó thì nó lớn, thành ra cái độ bốc hơi của nó mất đi một năm là 1 mét là
cũng khá nhiều. Nhưng mà nếu mà càng lúc nó càng nhỏ lại thì có thể nó mất một năm mất tới 2-3 mét nữa không chừng. Thành thử bây giờ Dead Sea là một trong những cái khu vực duy nhất trên thế giới mà du khách có thể tắm nổi. Và đồng thời bây giờ cả hai đất nước như Do Thái lẫn Jordan họ đang cố gắng cùng nhau hợp tác để mà cứu cái biển chết này. Gọi là biển chết nhưng người ta lại thích cứu biển chết. Tại vì thực sự đây cũng là một trong những cái thiên nhiên rất là lạ của trái đất của chúng ta. Và đồng thời ở đây cũng là một trong những cái điểm mà du khách có thể đến được nghỉ ngơi, relax. Và dĩ nhiên thì qua những cái đụng chạm giữa hai bên, bên phía Palestine cũng như người Do Thái, tuy nhiên tất cả những khu vực mà du lịch và đi qua, mà chúng tôi có dịp đi qua thì rất là, có thể nói là an toàn. Tại vì đây là một cái khu vực mà kinh tế cho cả hai phía, bên Palestine, bên Do Thái, lẫn bên Jordan. Thường họ rất là bảo vệ cái khu vực du lịch đó. Mặc dù là có những conflict giữa người Israel với lại người Jordan, nhưng mà ở vùng biển chết đó thì... du khách có thể đi mà cảm thấy rất là thoải mái. Tại vì ở đâu họ cũng có một cái sự an toàn và không nhận thấy được cái sự căng thẳng ở phía đó. Tại vì thường mà du khách mà nghe nói tới Israel, Do Thái rồi tới Jordan thì thật sự là người ta đi thì người ta cũng thấy sợ. Quả thực thì vấn đề truyền thông thì tạo cho du khách luôn luôn có những cái nghi ngờ về những cái sự gọi là ổn định giữa hai bên đó. Thế tuy nhiên về những cái khu vực mà du lịch thì tôi tin là lúc nào cũng được ổn định. Tại vì đó là những cái miếng ăn kinh tế của cả các đất nước đó. Và tôi có dịp đến đó không phải một lần, đến là 2-3 lần rồi. Và lúc nào chúng tôi cũng thoải mái và có thể enjoy ở trên biển chết. Và ở những cái khu vực đó thì tôi nhận thấy cái không khí giữa hai bên thôi, không cho mình cái căng thẳng gì cả. Nếu vậy thì khán giả của người Việt có thể an tâm khi mà anh Thắng đã từ chỗ đó về và cảm thấy và như vậy. Thì nếu mà quý vị và các bạn có muốn đi Do Thái, Israel hay là tới Jordan hay là muốn tới muốn thử xem cái biển nổi, biển chết như thế nào, tắm nổi như thế nào đi. Thì đó là một trong những cái mà tôi cho là không phải dễ mà có được. Tôi đi qua một vài chỗ thì tôi biết là Utah của chúng ta cũng có một cái gọi là Salt Lake City đúng không? Thế tuy nhiên cái biển đó chúng ta không có thả nổi được. Đó cái hồ không có thả nổi được. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta nếu có dịp và đi xuống Chile chẳng hạn, ở cái vùng hoang mạc Atacama, nó cũng có một cái vùng hồ nước rất là mặn và đó chúng ta cũng có thể tạm nổi được. Còn tạm nổi có nghĩa là người mình cũng vẫn lơ lửng nhưng mà nổi mà mạnh mà cảm thấy thoải mái và enjoy với cái sóng và được enjoy với cái environment, tức là cái môi trường xung quanh đó, phải nói là cái Dead Sea. Dead Sea không những chỉ cho chúng ta có cái biển mặn không, mà nó cho ta cả một cái không gian núi và không gian giữa hai bên Jordan với Do Thái với Jordan. Và đại khái thì một cái đặc biệt nữa là chúng ta có thể tắm bùn ở đó. Ở dưới cái đáy của cái biển chết á, thì nó có những cái lớp bùn và lớp bùn đó người ta có thể dùng, người ta bôi vào người. Và dĩ nhiên khi mà giả thử nhất anh đi tắm ở đó, nhất anh bôi cái bùn đó, dĩ nhiên khi mình đắp cái bùn đó lên người đó thì mình chỉ đắp được trong vòng 5 đến 10 phút và sau đó chúng ta phải xuống tắm. Thì cái bùn đó nó rất là mặn và có lẽ vì cái chất mặn đó nó có thể hút những cái chất dơ trong người mình ra chẳng hạn. Và ở đó thì phần lớn du khách đến đều tắm bùn để mà cảm thấy cái da của mình có mịn hơn và cảm thấy thoải mái hơn. Và đồng thời họ cái enjoy nhất ngoài cái chuyện bùn và những cái phương pháp trị liệu hoặc là những cái bùn nó được làm kem để mà cái gọi là thẩm mỹ body lotion đó, hay thẩm mỹ cho, cho body của con người đó. Thì cái mà để tắm trên cái biển chết và trôi nổi, tôi nghĩ cái vấn đó là một cái thích thú nhất mà để cho ra người du khách. Và nhất anh có thể xem qua những cái hình ảnh ở video, mình có thấy có những du khách nằm trên biển chết và ngậm cái điện tàu, đi thuốc lá, hút thuốc lá chẳng hạn. Và đồng thời có người thì nằm trên biển nhưng mà phát trên chiêu ngũ chẳng hạn. Hoặc có người nằm thoải mái, nhất là các quý vị phụ nữ thì nằm thoải mái ra hai tay và người nó vẫn nổi. Thành ra cái cảm giác đó làm cho mình thích thú hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là cái nước của biển chết đó, ở phía Jordan thì nó trong hơn và nó sạch hơn và mình có thể thấy được cái trong suốt của nước. Nhưng qua bên phía Do Thái đó, có thể là những cái vùng biển nó không có được phải nói là sao, nó bị cạn nhiều lắm.
bên Do Thái nước nó cạn nhiều hơn là bên phía bên Jordan. Thành thử cái bờ biển của bên Do Thái khá xa so với bên Jordan. Thành thử khi chúng ta xuống đó có thể lớp bùn, có thể nó quậy lên, nó làm cho người ta không thấy cái nước của biển mặn nó trong lại được nữa. Nhưng mà cũng rất là thích thú cả Do Thái lẫn bên Jordan. Nãy giờ thì nghe anh Thắng nói thì anh có một cái thắc mắc, đó là khí hậu ở chỗ đó như thế nào? Ví dụ như ở Jordan rồi ở Do Thái thì nó có khác nhau nhiều không anh Thái? Như anh biết ở bên đó là đây là một cái vùng đất thuộc về hơi sa mạc một chút. Thành thử cái về mùa đông của ở bên đó gọi là mùa đông nhưng thực sự nó vẫn là ấm. Thành ra từ tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 trong vòng 4 tháng đó thì tương đối là cái khí hậu rất là thoải mái. Thoải mái thì có nghĩa là chúng ta có thể đi khoảng 65 độ F của chúng ta cho đến khoảng 75. Thành ra một cái nhiệt độ đó thì chúng ta xuống nước tắm rất là thoải mái. Thế tuy nhiên mùa summer đó là mùa hè đó thì nó kéo dài từ tháng 3 cho đến tháng 10 thì cái độ nước nó có thể lên tới khoảng 30 độ C cho tới 40 độ C, có nghĩa là chúng ta có thể tắm ở một cái nhiệt độ là 90 tới 100 độ F. Dĩ nhiên cái nước như vậy là quá ấm rồi. Thành ra mình không có gì mà phải thắc mắc. Nhưng mà mùa đông thì đối với cá nhân tôi thì đi vào những cái tháng của mùa đông đó, từ tháng 11 cho đến tháng 2 là coi như là perfect luôn. Với đặc biệt nữa là bên bên đó chúng ta thấy rất là ít mưa. Tại vì một năm thì mưa độ chừng có 2 inch thôi, 2 inch mưa. Thành thử cái nước mưa ở bên đó rất là quý hiếm cho cái biển chết. Thì tuy nhiên thì như vừa trình bày là cái lượng nước mưa rất là ít. Thành thử cả Do Thái lẫn Jordan họ đang cố gắng kiếm cách làm sao để mà có thể cứu cái biển chết. Nhưng mà thực sự những cái đề án thì họ có, nhưng mà có làm được hay không thì đó là một cái vấn đề khác nữa. Và bây giờ cả hai bên họ cùng đang cố gắng cộng tác để mà giải quyết cái vấn đề cái biển chết. Còn không vài chục năm nữa là cái biển chết có thể mất trên mặt đồng thế giới, và đó là một điều rất là đáng tiếc. Cả hai phía thì chúng ta đều có thể thưởng thức được cái biển chết. Thế tuy nhiên thì nên đi cả hai nước. Chúng ta nếu chỉ đi Israel không thì hơi quả thực là rất là đáng tiếc. Tại vì cái phần đẹp nó nằm ở bên Jordan. Thành thử chúng ta phải thưởng thức cả hai cái không gian của biển chết. Thành ra ở phía đó Israel và lẫn Jordan. Nhưng mà bù lại thêm nữa đó, ở Jordan không phải chỉ có biển chết không. Mà chúng ta phải đi thăm những cái highlight như là Petra chẳng hạn. Cái gọi là hang động Petra, cái hẻm vực Petra vô cùng đẹp. Và đó là một trong những kỳ quan trên thế giới chứ không có phải là tầm thường. Và chỉ khi nào chúng ta đi sang Jordan chúng ta thưởng thức được cái đó. Biết qua những cái cảm giác đó, qua một cái người du khách đi trong đoàn, và họ nói về cái cảm giác khi trôi nổi trên biển chết như thế nào. Thưa, ít khi mà mình có được cái cảm giác trôi nổi ở trên cái mặt nước như là đến cái vùng biển chết này. Cái điều mà mình từ bé mình đã được nghe nói đến cái biển chết, mình học về địa lý, mình học về lịch sử, mình biết là có cái biển chết ở cái vùng này. Thành ra nếu mà cả đời mình ao ước được đặt chân đến đây cũng đã là vui rồi. Một cái thú hơn nữa là mình được tắm ở trong cái biển đó. Mình có cái cảm giác mà cả đời mình chưa bao giờ thấy cả. Tức là mình đi xuống nước và rồi cái chân mình nó cứ nổi lên. Và mình nằm xuống một cái thì là tự nhiên là người mình cứ thế nó lênh đênh và không có phải lo gì, sợ chìm hết. Mà những cái phản ứng của mình lúc xuống nước khi ở trong hồ bơi chẳng hạn thì ở đây mình phải bỏ hết. Mình hoàn toàn thư giãn, buông thả, hai tay, hai chân buông lơi ra. Thế là người nó cứ thế nó nổi. Và tất nhiên là có cái khó khăn của nó là bởi vì rằng cái lúc mà mình muốn đứng dậy thì nó khó lắm. Mình đã vào đến cái chỗ đất nông nó chỉ đến đầu gối thôi mà mình đứng dậy không được là bởi vì cái chân mình nó cứ nổi, mà cái người mình, cái đầu mình nó nặng, nó lại cứ chìm xuống dưới. Thành ra phải rất là khéo léo khi mà mình đến tắm ở cái vùng biển chết này. Cảm ơn anh Thắng đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và hẹn anh Thắng lần sau là anh Thắng phải kể thêm về Do Thái được không anh Thắng? Đúng vậy, Do Thái cũng còn rất là nhiều cái để chúng ta có thể nói chuyện. Ngay cả Jordan cũng vậy. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với Trần Minh Thắng và Nhất Anh phụ trách đến đây xin tạm dừng. Hẹn quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.